Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đinh Tiến Dũng về Hà Nội, VTV hãy trả lời xem Thời báo chấm đề có bịa đặt hay không. Gần một tháng trước đây, cụ thể là vào ngày 7 tháng 3, tờ Thời báo đã phát phóng sự lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội. Trong bản tin này, tờ Thời báo chấm đề đã cho biết ông Bộ trưởng Bộ Tài chính mới vừa trúng cử vào Bộ Chính trị, trước đó là Đinh Tiến Dũng, sẽ về làm tân bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thay cho ông Vương Đình Huệ. Đây là nguồn tin riêng của tờ Thời báo chấm đề có được. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 3 trên VTV1 và ngày 28 tháng 3 trên VTV4, Đài truyền hình Việt Nam VTV có phóng sự chống xuyên tạc công tác kiện toàn nhân sự đã vu cáo Thời báo chấm đề là bịa đặt, nói sai sự thật với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, chiều ngày 2 tháng 4, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng loạt đưa tin ông Đinh Tiến Dũng làm bí thư thành ủy Hà Nội. Vậy thì VTV hãy trả lời cho khán giả Việt Nam và trên toàn thế giới biết rằng Thời báo chấm đề có bịa đặt hay không? Hay là Thời báo chấm đề dám nói lên những gì mà Đảng và Nhà nước Việt Nam chưa muốn nói và giấu người dân? Đây là hình ảnh báo chí chính thống nhà nước đưa tin đúng như dự báo của Thời báo chấm đề đã đăng. Đấy là bằng chứng rõ ràng nhất về trò lừa gạt nhân dân. Nhân sự đã được chia chác từ trước đó rất lâu. Vị trí ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính thì làm thủ tướng, còn ông Vương Đình Huệ thì làm chủ tịch quốc hội đã được định đoạt từ ngay sau hội nghị trung ương 15 của Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12 từ sau ngày 16 tháng 1. Ấy vậy mà 800 tờ báo của Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn em nhẹ không nói cho người dân biết. Đáng ém để diễn trò bầu cử của Đại hội 13 cho có vẻ kịch tính. Đáng ém để kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 của Quốc hội khóa 14 cho có vẻ dân chủ, nhưng thực chất đã được sắp xếp hết. Theo tính toán của tờ Thời báo chấm đề, cứ mỗi buổi họp Quốc hội mất tới 1,66 tỷ đồng tiền thuế của người dân. Như vậy, Đảng đã ém thông tin trước toàn dân cũng chỉ mục đích dựng vở kịch hàng chục tỷ đồng một cách vô bổ. Được biết vào ngày 3 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Lại họp và bầu một ứng cử viên duy nhất cho một chức vụ bí thư Thành ủy duy nhất. Lại thêm một vở kịch bạc tỷ được dàn dựng bằng tiền thuế của người dân đang nai lưng ra đóng góp. Câu hỏi đặt ra là ông Đinh Tiến Dũng là ai? Theo truyền thông Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê quán tại Ninh Bình, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và cử nhân kinh tế. Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong quá trình công tác, ông Dũng từng trải qua các chức vụ như Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy Công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng, Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy Tinh và Gốm Xây dựng, Bộ Xây dựng, vân vân. Ông Đinh Tiến Dũng cũng từng được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Tài chính, Bộ Xây dựng trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng. Vào tháng 5 năm 2008, ông được điều động tham gia Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hai tháng sau, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, thay cho bà Lò Mai Trinh chuyển sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Vào tháng 10 năm 2010, Trung ương Đảng điều động ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 1 năm 2011, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ông công tác làm lãnh đạo toàn diện tỉnh Ninh Bình. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, ông được ông Vương Đình Huệ giới thiệu chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước và sau đó được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Ông cũng là người đề xuất và được 100% thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 nhất trí cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập cơ quan thanh tra riêng vào ngày 16 tháng 1 năm 2013. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông được ông Vương Đình Huệ giới thiệu với chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ. Và vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông Dũng đã được bầu vào Bộ Chính trị. Nói chung, bước ngoặt của ông là từ lúc vào Bộ Chính trị
tới lúc đó ông đã đi sau lưng ông Huệ trên các bước đường tiến thân và nay ông lại làm bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho ông Vương Đình Huệ. Sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng là như vậy. Người này rút đi là người kia lập tức thuế trần vào. Và rõ ràng thông tin cho thấy ông Đinh Tiến Dũng đã gặp may. Theo nguồn tin riêng thì trước đây ông Phạm Bình Minh đã đấu với ông Trương Hòa Bình để giành ghế và ông Bình đang giữ, tức là ghế phó thủ tướng thường trực. Và phương án 2 của ông Phạm Bình Minh là nếu không loại được ông Trương Hòa Bình thì sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ nắm giữ bí thư Hà Nội. Tuy nhiên kết quả ông Phạm Bình Minh đã loại được Trương Hòa Bình và để lại ghế trống là bí thư Hà Nội. Và đó là cơ hội để ông Đinh Tiến Dũng chám vào. Đó là một may mắn rất lớn của ông Đinh Tiến Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng đã từng làm phó bí thư tỉnh ủy ở mấy địa phương như làm bí thư ở Ninh Bình hồi năm 2010-2015. Và trước đó là phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011. Điều đó cho thấy ông Đinh Tiến Dũng là một người được cơ cấu là hạt giống đỏ. Tuy nhiên, việc lên càng cao thì càng phải đấu đá giỏi. Nếu đợi người khác xếp cho thì e khó có thể lên thêm được. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng rất gần gũi với ông Vương Đình Huệ. Lợi thế của ông Đinh Tiến Dũng là một người có hiểu biết rộng về tài chính, về kinh tế và có vẻ như nắm quyền ở thành phố Hà Nội là thích hợp. Tuy nhiên, bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội là chiếc ghế nóng, như Hoàng Trung Hải hay trước đó là Phạm Quang Nghị đều phải về vườn mà không thể leo cao hơn được. Với Đinh Tiến Dũng thì không biết như thế nào. Ông Vương Đình Huệ từng là một bộ trưởng Bộ Tài chính về làm bí thư Thành ủy. Ông Huệ làm chỉ có một năm chưa để lại dấu ấn gì đáng kể. Và hiện nay ông Đinh Tiến Dũng là người có chuyên môn như vậy. Và dù sao thì nữa, con người có chuyên môn về kinh tế cũng tạo chút ít hy vọng rằng ông Đinh Tiến Dũng sẽ làm khá hơn ông Hoàng Trung Hải và Phạm Quang Nghị trước đó. Cũng theo những thông tin đã thông báo trước đây, phân tích trong bài Đinh Tiến Dũng mảnh ghép hoàn hảo cho Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ, thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng mà rút lui giữa nhiệm kỳ thì kết quả có thể là như mơ cho ông Đinh Tiến Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng đi thì ông Huệ chám vào chỗ, và ông Huệ đi thì ông Dũng chám vào thành một liên minh mạnh luôn có hai người trong tứ trụ. Và thông tin, truyền thông nhà nước luôn nói xấu thông tin tự do, và người dân nghĩ sao về điều này? Thông qua báo chí và nhà nước, mà đặc biệt là VTV vào tối ngày cứ ra giả về công tác kiện toàn nhân sự của Đảng là minh bạch, rồi VTV lấy những lời lẽ tự xương ấy làm chân lý, rồi sau đó vu cáo cho tờ Thời báo .de là dùng thuyết âm mưu là bịa đặt, là chống phá. Tuy nhiên, qua những thông tin về ông Đinh Tiến Dũng mà tờ Thời báo .de đã đưa tin vào ngày 7 tháng 3, một lần nữa chứng minh rằng tin tức ăn chia đã có từ rất lâu, nhưng vì nhiều người còn ngây thơ tin rằng VTV là kênh chính thống, là đài truyền hình quốc gia nên sẽ nói thật. Nghĩa là người ta nhìn vào sự to lớn của VTV mà tin vào nó là nhân dân sẽ ăn quả lửa đắng mà thôi. Đây là hình ảnh bản tin vào ngày 7 tháng 3 của tờ Thời báo .de đã biết trước ông Đinh Tiến Dũng sẽ là tân bí thư Hà Nội. Ở xã hội có hai thành phần khán giả. Một số không hiểu về bản chất của VTV thì người ta vẫn tin. Họ nghĩ rằng VTV vẫn nói sự thật. Họ chỉ tin vào VTV chứ không tin vào các đài mà VTV gọi là thành phần phản động. Tuy nhiên, thực tế thì có những người có lòng tin như vậy đã bị VTV giặt mũi. Họ vẫn tin Đại hội 13 là bầu cử hồi hộp đến phút chót. Vì thế, họ khước từ mọi người tin ngoài dòng của báo nhà nước. Vì vậy, họ xem tin tức nhưng họ vẫn như mù thông tin. Họ đã bị VTV giặt mũi một cách dễ dàng. Còn với một thành phần khán giả khá lớn khác, những người này thì hiểu rõ bản chất của VTV và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ hiểu rằng VTV mang tiếng là đài truyền hình quốc gia, nhưng thực chất nó là đài truyền hình của Đảng Cộng sản. Đài truyền hình này không hề mang bộ mặt quốc gia mà mang bộ mặt của Đảng. Mà bộ mặt của Đảng thì đầy nhem nhuốc, phỉ dối trá, mị dân và tham nhũng. Chính vì vậy, những người này mới đặt quyền đặt tên cho đài VTV này là Vua Tin Việt. Tuy cụm từ Vua Tin Việt ấy là cách gọi mỉa mai, nhưng trong đó nó là sự thật và hoàn toàn đúng với VTV. Thứ hai vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, các bạn đã xem bản tin Đinh Tiến Dũng về Hà Nội. VTV hãy trả lời xem Thời báo .de có bịa đặt hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.